Sơn, sao nãy tôi thấy anh order cái món đó, món Huế với nhà. Tôi nói anh vợ tôi Huế dẫn mà. Nha, hấp dẫn. Thì sao tôi thử. Kỳ này tháng 6 dương lịch này tôi về Việt Nam là tôi về Đà Nẵng ở đó. Nhớ đem ba cái gì thức ăn quê hương seafood đem qua nha. Đà Nẵng vùng biển, vùng biển. Mà. Cái đó rồi mực khô được tươi nha. Kỳ này tôi đi về mực khô mực khiết rồi tôi đem tới tôi tặng anh ăn, anh tôi cho anh nhậu anh xỉn luôn. Trong hãng tôi 5 người. 5 người thì trong cái group tôi làm việc 5 người, 5 người. Thì về thế nhớ nào, nha, nhớ nha, hứa chứ. Phải giữ lời nha. Ê. Ủa mà sao tự nhiên chưa hứa mà? Anh nói tháng 6 đó. Thì tháng 6 tôi về thôi mà, chưa hứa. Rắc rối nha. Không phải. Cái này cái nickname của tôi nha. Dạ, tại vì tôi thấy anh mở gì vậy? Nãy 6 hào rồi giờ. Không, 6 hào mình coi xong rồi. Ừ, giờ anh thấy mở gì lên vậy? Không phải. Chia sẻ tiếp bà con đi. Tôi coi cái này đó, để tôi nhắc. Coi cho ai? Tôi có một cái chị kia. Chị nữa, chị nào có nữa? Có cái chị kia, chị gọi tôi. Có một bữa tôi ở trên đài về nè. Cái có làm gì cho đài vậy ha? Thì cái chương trình lý số đó. Bữa nào cho tôi ghé thăm nha. Phải, tôi hứa cho anh là phải cho anh ghé chứ. Tôi thăm chút xíu rồi, đẹp không nha. Tới mời anh lên để anh làm việc. Nhiều khi anh lên hợp tác được với tôi, nó có nhiều chuyện hay sao? Ai biết được. Giới thiệu, lắng nghe ý kiến bà con. Đúng vậy. Được. Hoặc là anh lên đó rồi xong rồi mình thử coi là mình làm sao để cho cái chương trình nó hấp dẫn hơn, nó có thể giúp được bà con nhiều hơn. Trời ơi, mình phụng sự xã hội mà. Bữa giờ thân chủ nhiều không? Nhiều không? Thì tôi nói anh nghe, luôn cả bói toán cũng vậy. Anh phải nhớ là cái gì nó cũng có cái số. Cho nên năm nay đó, phải công nhận là vì tôi có ân quan thiên quý, cho nên thân chủ rất là đông. Anh gặp tôi đó, may mắn gặp tôi. Thì bởi vậy tôi nói nhiều khi cái đó là cái duyên, ông thấy không? Cái đó là cái duyên. Nhưng mà có bị ganh tị không? Ganh tị gì? Mắc gì ra ganh tị? Ở Duy Tinh nhiều thầy bói giống anh không? Nhiều ông tử uy tín số giống anh không? Thật ra tôi đâu có biết, tôi chỉ biết có vài người bạn tôi quen thì tôi có biết. Giỏi giống anh luôn. Tôi nghĩ giỏi hơn tôi chứ. Siêu phụ. Thì họ lớn tuổi hơn mình chắc. Bữa nào giống. Cho tôi gặp vài người đi, tôi hỏi thì coi, tôi có tôi để tôi phân biệt coi anh với ông đó ai cao hơn ai. Vậy là anh phân mang cái tâm so sánh rồi. Không phải. Không tốt. Tôi muốn tìm hiểu, tôi tìm Nếu hiểu. Nếu anh muốn tìm hiểu thì anh cứ lật cái sổ điện thoại ra rồi anh gọi người ta anh đi chứ anh nói vậy thì giống như anh đi so sánh thì không được. Không được đó là không nên. Không nên ha. Không nên. Rồi nói tiếp vô này nhưng, đi. Nhưng mà cái chị đó chị gọi tôi. Ừ. Chị mới hỏi là chị vừa đụng cái xe người ta, chị ve ra rồi bây giờ chị đụng trong parking thôi. Trong parking thôi. Nhưng bây giờ chị làm sao? Thì lúc đó tôi mới nói với chị là tôi có lập cái quẻ ra là ngay lập tức cho chị. Đụng nặng sao quẻ đây nó đụng bỏ. Tại vì đụng đó, cái chỗ này nè. Tôi hồi xưa anh biết không, chạy cái xe bể nguyên cái bơm tôi bỏ cho nó thôi, lỡ rồi đi chị. Không phải anh bỏ nhưng mà chị ra chị đụng người ta, người ta không thấy. Rồi chị đã chạy đi rồi. Thì lúc đó tôi mới được cái quẻ đó là ngày đó là ngày canh thìn, và được cái quẻ là thuần càn hóa gia nhân hóa thiên trạch lý. Là chị sao hỏi, thì chị mới hỏi tôi là chị nên làm cái gì. Ừ. Thì tôi mới nói là tại vì cái quẻ này đó là cái quẻ lý. Mà cái quẻ càn đó là nó sẽ có dính dáng tới chánh phủ, có liên can tới chánh phủ. Nhưng mà cái quan trọng là cái quẻ gia nhân nó chủ là gia đình, nó chủ là ở nhà, tức là chỉ đụng trước nhà chị. Cho nên là tôi nói với cái quẻ càng gia nhân hóa lý thì cho dù bây giờ chị đã đi rồi, thiên trạch lý có nghĩa là đi xa đó, là chị đã chạy đi rồi. Nhưng mà chính phủ hay là cảnh sát đó, họ sẽ tìm tới nhà chị, tại vì nó chị đụng cái đó, nó tìm tới nhà là nó sẽ cũng phạt chị thôi. Nhưng mà ngoài cái việc mà cho dù họ phạt chị hay không phạt chị, cái quẻ lý đó nó có nghĩa là mình phải làm đúng thiên lý. Mình phải đúng cái luật làm người. Đúng. Ra khi mình đụng người ta thì chị tốt nhất chị nên kêu một người nào đó viết cái làm giấy chứng. Để không phải để cái giấy lại cho người ta cần gì người ta gọi chị. Đúng. Cái đó là cái điều đúng. Cho nên anh thấy không, làm thầy bói á, mình nếu mà anh chỉ cần cái tâm anh á mà nghĩ bậy một chút thôi, anh khuyên người ta ôi thôi không có gì đâu,
là có phải là anh tạo nghiệp không? Nhưng mà nhiều khi anh nói vậy cũng tùy. Ví dụ chị đoán giống như ngày hôm nay nè, chị có viết miếng giấy, chị kẹp vô gặt nước đi, trời mưa nước nó tan miếng giấy rồi sao? Không thì cái đó là cái chuyện nó là ngoài cái nhưng vấn mà đề. Điều khuyên là tốt. Không phải, nhưng mà hôm đó không thể gặt nước được. Tại sao? Tại vì cái quẻ càng là nó chủ trời nắng ráo. Cho nên khi chúng ta xem một cái quẻ chúng ta cũng có thể biết được là trời đất ngày hôm đó trời mưa trời nắng mà. Hay. Anh thấy cũng giống như cái hôm nay cái quẻ của nó là lúc nào cũng có khảm tại trời mưa mà. Tại trời mưa là phải có khảm thôi. Đó, cho nên cái vấn đề mà anh sợ gạt nước là không lo. Tại vì trời ngày hôm đó càng hóa gia nhân, thiên trạch lý là không thể. Rồi tốt không? Chỉ gặp anh trời mọi điều tốt đẹp không? Không mỗi... có vướng bận gì phải không? Thì không có bất đền gì. Không? Đền chút xíu không? Chỉ không có gọi lại tôi, tức là everything's looking good. Cũng mừng cho chị ha. Thường thường hay có vấn đề là sẽ gọi lại thôi. Tại chỉ là thân chủ gọi là giống như tín đồ vậy đó. Nhiều năm. Tại không phải, không có lâu lắm. Chỉ làm cho đài cũng khác. Đài truyền hình chung thì cả... Nhưng mà nó có một cái duyên là vậy, là chị với tôi có một cái duyên lạ lắm. Là chưa bao giờ chị hỏi tôi mà tôi đoán sai cái gì hết á. Phải không? Dạ, chính chị cũng ngạc nhiên cái điều đó. Dạ, giỏi vậy đó. Chứ, bởi vì tôi nói nhiều khi có duyên á, anh nói cái gì nó không trúng hết á. Chứ nó không phải hay ông à, bởi vì ông cứ nói giỏi, đừng có nghĩ cái đó. Ai mà nghĩ cái đó là tầm bậy. Nhưng mà anh ít ra anh cũng là một nhà nghiên cứu về tướng số tử vi bao nhiêu năm, cho dù anh có học bao nhiêu nè, anh thấy như giống như giỏi đó, tôi là phải tôn Gia Cát Lượng là bậc thầy của mình. Bây giờ tôi đem chuyện gia đình tôi hỏi anh phải trả lời thật nha. Chứ tôi bây giờ hồi nào giờ tôi có trả lời anh giả bao giờ đâu. Bây giờ thí dụ kỳ rồi tôi có hỏi anh á, anh đoán được nhiều thứ phải không? Anh đoán ngay cả thậm chí gia đình có tan luôn đúng không? Thì đúng, đúng không? Vậy chứ tôi đố anh nè, ba tôi già rồi, chừng nào ba tôi già? À, chừng nào ba anh già? Thì ba anh đang già rồi. 91 tuổi rồi. Chừng nào ba anh chết? Chừng nào gia đình tôi có tan? Để tôi có tin hay không nè. Vậy, tôi rắc rối chỗ này nè. Dạ, nếu mà anh muốn vậy gì? Được. Khi nào chương trình xong, anh sủ quẻ đi, tôi nói cho anh nghe. Ủa chứ giờ không được hả? Tại vì như hồi nãy tôi nói với anh là sao? Khi anh muốn hỏi tôi một việc gì đó, cái việc đó nó phải được ấp ủ trong lòng anh. Chứ không phải là tại vì chúng ta đang nói chuyện tới đây thì tự nhiên anh khởi lên cái ý tưởng anh hỏi tôi cái này, nó không được. Tại tôi nghĩ, anh biết sao? Đúng. Tôi lo. Đúng. Tại vì tôi không có thời giờ, tôi về tôi thăm ba tôi. Đơn giản thôi, đơn giản thôi. Cái ý tưởng tôi này... Tôi lo rồi. Tôi đồng tôi ý. Lo. Cái ý tưởng này nó sẽ trở lại với anh nữa. Đúng không? Một ngày nào đó bắt buộc nó phải trở lại. Và anh hãy nhớ cái điều này, tôi nói rồi anh cứ làm chứng nha. Khi nào mà nó khởi lên cái ý tưởng đó một lần nữa, anh hãy coi đồng hồ. Anh cho tôi biết lúc đó, ngày giờ, ngay lúc đó, tôi sẽ trả lời cho anh. Tại vì anh nói từng vừa rồi là Modern Days. Đúng. Mấy tuần nữa mình đón Father Day. Mà mỗi lần như vậy, cái tôi mẹ tôi thì mất rồi. Rồi. Mỗi lần Modern Days thì tôi nói chung tôi xúc động lắm. Nhưng mà tôi lo cho ba tôi mà tôi không có thời giờ vì công việc làm. Đúng. 91 tuổi rồi. Mà anh thấy không, cái số anh cũng hay ha. Sao? Tài vượng. Thì cha tài vượng, số khắc vợ, cha thọ, mẹ sức khỏe yếu. Hay, bởi vậy tôi nói nhiều khi mình không có tin lý số cũng không được. Cái đó là do cái nghiệp quả của người ta cho nên nó mới sinh ra ngay năm tháng ngày giờ đó. Chứ đâu, anh đâu có muốn đâu. Anh thấy không? Tất cả những thứ đó, nhiều khi đó, có nhiều người khi mình nói số người ta không chấp nhận. Ta nói nghiệp quả của con người mà nói tới số làm gì? Ta nói, ủa vậy chứ nếu anh không có nghiệp quả đó thì cái số làm sao nó hiện ra? Cho mấy nên... năm nay tôi sợ năm nay lắm, khắc với tôi, khắc tuổi nè. Xung vào cung... cung cung khắc. Cung, cung không phải, khi mà nó xung vào cái năm sinh của mình á, có nghĩa là nó xung vào cung phù mẫu của mình. Là nó phải dính dáng tới cha mẹ. Đó. Nhưng mà anh muốn biết khi nào mất cái gì? Xong chuyện, anh cứ sủ một quẻ, anh thành tâm anh ngồi anh sủ một quẻ với ba đồng tiền, tôi sẽ đón cho anh ngay. Vậy mất thời giờ phải đi làm nữa. Đâu, cái chuyện... Coi lần sau đi, lần sau, giờ coi qua điện thoại đi. Không phải là coi lần sau mà bất kỳ lúc nào trong tâm anh khởi lên cái ý tưởng, anh có thể text tôi được mà. Anh text tôi sẽ trả lời. Nhưng mà hổ cho hổ thôi chứ cũng mong bình an nha. Cũng mong bình an nha. Thì nếu mà nó không bình an thì tôi phải nói không bình an chứ. Chứ bây giờ không lẽ bây giờ anh muốn biết bây giờ nó không bình an tôi nói với anh là nó bình an được sao? Mâu thuẫn quá đúng không? Không được. Con người cũng vậy là thẫn. anh tự sợ rồi. Không lo. Thì lo không muốn biết nữa vậy. Thì thôi thôi. Tại vì anh từ rồi anh nói hấp dẫn quá, tôi muốn hỏi vậy thôi chứ tôi ý vậy. Cái chỗ mà tôi muốn nói với anh đó là khi anh nghe tôi nói hấp dẫn cái là tự nhiên anh nghĩ ra cái điều đó, anh hỏi cái này nó không ứng. Ứng là nó phải từ trong tâm của anh. Khi mà tâm anh khởi lên, tự nhiên anh đang nằm anh ngủ nửa đêm vậy đó, tự nhiên anh có cái nỗi lo sợ rằng là năm nay không chừng bố anh có cái gì đó. Lòng sâu bất an quá. Thôi, tại tôi nằm mơ tôi thấy ổng. Thì đó, tôi bất an quá, thôi hỏi Hoàng Quý Sơn cái đó đúng. Cái đó anh được.
anh gặp tôi anh hỏi liền là tôi bảo đảm với anh tôi trả lời là phải đúng thôi. Nhưng mà cái này á, tôi đang nói chuyện anh nghe anh hấp dẫn cái tự nhiên anh hỏi cái này là nó không chính xác. Bây giờ chẳng cái này là gọi là tâm không có ứng. Đó, quẻ không linh. Chưa linh. Không linh. Bây giờ nói về cha mẹ đi. Rồi. Bây giờ tự nhiên nhắc cái tôi nhớ. Ví dụ giờ mẹ tôi mất lâu rồi. 20 năm rồi. Ok. Nhưng mà thỉnh thoảng đó, tôi ngủ cái tầm chim bao tôi thấy mẹ tôi anh Sơn. Rồi. Thì về tâm linh lúc đó tôi phải làm gì? Ví dụ qua ngày hôm sau đó. Không, nếu mà anh thấy mẹ anh mà thí dụ như anh thấy mà trong cái tình trạng khổ sở thấy như là không tôi biết rồi, nhưng mà thí dụ như anh thấy mẹ anh mà trong cái tình trạng lo khổ sở như là thiếu ăn, thiếu uống hay là vất vưởng áo quần te tua chẳng hạn thì cái đó là không tốt. Cái đó là có nghĩa là anh cần phải đi nhờ những cái vị vô chùa đó. Tu, anh vô chùa, anh nhờ các thầy cầu siêu á, cầu nguyện cầu siêu dùng cho bà già. Không thấy mẹ tôi bình thường đó. Nếu mà bình thường đó thì nó không phải. Tại cái bình thường này đó, nó có hai vấn đề. Ừ. Tại vì anh biết là nếu mà một bữa nào rảnh rỗi chúng ta sẽ nói chuyện về đoán điềm giải mộng. Gì? Nên ảnh hưởng tâm linh không? Ủa, tại vì anh coi bói thì anh cũng phải đoán điềm chứ. À, biết luôn ha. Ừ, vậy chứ nếu anh coi bói anh không có đoán điềm vậy người ta tới người ta thí dụ nó bây giờ bữa năm nay hai ngày hôm qua hôm kia tôi mơ tôi thấy cái này cái kia vậy rồi sao? Anh biết luôn. Thì anh cũng phải đoán điềm giải mộng cho người ta chứ. Thì đó tôi đang hỏi anh nè. Thì bởi vậy tôi mới nói với anh á, có thể một chương trình khác chúng ta sẽ nói về cái vấn đề đoán điềm giải mộng, xem nó cái sự linh ứng của nó đúng như thế nào, nó không đúng như thế nào. Bởi vì anh thấy là tôi là một người thích khoa học, cho nên hễ cái gì mà nó thuộc về bói toán mà có khoa học là có tôi. Đơn giản là vậy thôi. Cho nên những tất cả những thứ đó tôi đều nghiên cứu cả. Dạ. Thì cái nào nó cũng có cái hay của nó, chứ anh không thể nào là nó chỉ có cái này là hay nhất, mình đừng có cái tư tưởng đó, mình phải học hết. Dạ. Nhưng mà tôi ngạc nhiên tại vì thí dụ giờ thì trở lại cái vấn đề đó, nó có hai vấn đề. Ừ. Là ví dụ như hồi nãy tôi nói thí dụ như bà cụ mà tả tơi rách rưới hay là bị chảy máu me đầy người ví dụ vậy thì cái đó nó là những cái điểm không tốt. Nhưng mà thí dụ anh nằm vì anh thương mẹ anh cho nên anh hay nằm mơ anh thấy mẹ anh thì cái này đó nó cũng có ảnh hưởng tác động vào đời sống của anh. Ví dụ như anh có những cái lúc mà anh gặp khó khăn trong hay là anh bị stress, anh bị những cái khổ sợ ải mà tự nhiên anh mơ anh thấy mẹ anh rồi mẹ anh cho anh những cái lời khuyên tốt lành. Cái đó là cái nhân duyên. Đó là nhiều khi đó người mình kiếp trước mình có làm những điều thiện hoặc là mình có tu thì những cái quý nhân gọi là người khuất mặt đó họ hay hiện ảnh ra như vậy để mà họ cho mình những cái lời khuyên, họ giúp cho đời sống của mình được tốt hơn, vượt qua ra để mình có thể mình vượt qua nhờ cái nằm mơ đó mà có thể anh hiểu ra được một số chuyện rồi anh lại giải quyết được vấn đề. Đó. Như là quý nhân đó. Quý nhân đó. Họ biết là anh thương mẹ anh thì họ disguise, tức là họ hóa thân ra làm mẹ anh để mà họ nói những cái lời đó. Chứ nhiều khi bà cụ có thể là bà đã siêu thoát rồi. Đã không? Cho nên cái này nó nằm trong cái vấn đề tâm linh thôi. Tâm linh luôn. Dạ, mà khi anh nói chuyện bói toán thì tất cả những thứ đó nó phải được hội nhập. Cho nên nếu cái người nào mà không có nắm rõ cái điều này đó thì nó nguy hiểm lắm. Bởi vậy có một học trò của tôi đó ngày hôm qua có nữa. Dạ, anh ta có gửi một cái câu chuyện là cái cô đó là cũng ngang hàng với không có nổi tiếng như bà Bích Hằng gì đó, Nguyễn Thị Bích Hằng hay gì đó. Vụ gì? Tức là cái người mà chuyên đi tìm mộ ở Việt Nam đó. Ở Việt Nam đó rất là nổi tiếng. Mà cái cô này đó cô cũng rất là nổi tiếng. Thì cô cũng được nhiều người biết tới ở ngoài Hà Nội á. Nhưng mà không biết làm cái gì mà cái người con của cổ là 13 tuổi bị bệnh về tủy sống á. Thành ra cổ rất là tội nghiệp, nhà cửa bán hết. Thì cái người đệ tử của tôi đó anh ta nói cũng hơi nặng lời một chút. Chứ người dương thì lo phần dương đi, làm chi mấy cái chuyện mà nó đụng tới người âm để rồi bây giờ con cái nó như vậy. Có nhìn thấy người nào mà làm giống như về khoa học huyền bí mà lường gạt người ta hay dụ dỗ người ta hay là làm những cái điều mà lợi dụng để mà kiếm tiền nhiều quá chẳng hạn thì phải trả những cái nghiệp đó. Thì thật ra anh nói cũng hơi nặng chút quá chút, lời hơi quá lời. Dĩ nhiên là anh biết được anh có một cái khả năng nào đó thì ai làm cũng phải lấy tiền thôi. Tại vì thí dụ anh học ra bác sĩ anh làm anh cũng phải lấy tiền chứ. Nhưng mà cái vấn đề là nếu mà một bác sĩ lương tâm thì sẽ giúp được cho người ta cái gì thì sẽ giúp thôi. Thí dụ như bây giờ như tôi xem bói tôi cũng nói thẳng, những người nào mà ví dụ họ không có tiền mà họ khổ quá, cứ việc nói thẳng với tôi là họ rất khổ. Cái này anh có nói tôi rồi. Dạ, họ cứ cần đến xem thì không cần 50, không cần, họ lấy không cần 50, không có tiền cũng có. Cho dù mà họ có mang cái xác họ tới và tôi phải tốn cho họ 5 tiếng 3 tiếng tôi vẫn làm. Có gặp trường hợp đó chứ? Ồ, vẫn có chứ. Giúp tôi, đời. Tôi không giúp cái chuyện người. Đó nó không có dính dáng gì tới cái vấn đề của mình. Còn cái chuyện là như vậy.
anh đừng có mà anh lợi dụng tôi thì cái này cái tội anh trả. Có anh, nghĩa là anh thấy anh nhìn anh thấy không phải anh thấy cái luôn vấn đề đó nó không quan trọng. Ờ, cái quan trọng là tự anh biết thôi thì cái đó nó không nên. Nhưng mà nếu mà anh tới khổ, tại sao anh không nói với tôi, anh cứ nói với tôi anh khổ, anh tới tôi giúp anh miễn phí không có vấn đề gì. Chẳng những tôi giúp anh miễn phí mà tôi còn giúp nhiều hơn người trả tiền nữa. Trong sở tôi có thằng em cũng bị vấn đề tình duyên. Vậy đó. Làm chung với tôi á. Vậy à. Mà sao không hỏi tôi? Thì bây giờ anh nói cái tôi mới nhớ, tôi anh nói tôi nhiều việc lắm, anh nói tôi phải tập trung tôi nghe tôi mới nhớ. Dạ. Lát tôi cho anh cho phép tôi cho số điện thoại cho em đó nha. Đó, thoải mái. Nó gọi cho anh. Anh cứ nói mình cho nó, nhà anh, mà anh có cái gì đó anh nói cái gì 3 đồng tiền anh đã cho chủ bằng 3 đồng tiền cũng được, hỏi cũng được, chỉ cần trong tâm có động cho là hỏi thôi. Cho em nó khỏe, nó tinh thần nó ấy, thấy nó sắc sắc thái, thấy biến thái hả? Bậy dạ, biến thái thôi cho nói biến sắc biến lộn sắc, biến sắc mà nghe nói biến thái chút xíu thôi, biến sắc biến sắc. Anh bởi anh chữ nghĩa anh nhiều quá, cái nghĩa nó nhiều quá, cái nó overload. Thì anh học cao quá đó, cái chữ nghĩa anh văn tự gì văn hoa tế nhị mà văn chương cái gì đủ thứ, phong phú lắm á nha, quá phong phú. Lấy nó quá phong phú, anh biết gì có gì câu chuyện. Nhưng mà tôi nói vậy nè, anh có biết tại sao mà chữ nghĩa đó tôi cũng học được mớ. Vụ gì nữa đấy? Anh không phải, anh nhìn thấy trán tôi không? Đầu hói. Anh thấy cái trán không? Không phải nó hói không? Mà anh thấy cái trán nó rộng không? Thông minh á, ý khoe thông minh. Không phải. Gì hả? Cái trán mà nó như thế này đó chưa có thông minh lắm. Chừng nào mà cạo đầu hết nó mới thông minh. Tại vì anh rửa mặt nó lâu nhưng mà rửa đầu á trống. Tôi có một bạn đầu hói ngang chút xíu vậy đó luôn rồi. Anh có biết tại sao mấy thầy thông minh hơn không? Tại sao? Tại vì mấy thầy đâu có tóc, cho nên trán rộng lắm. Thông minh, thầy nào cũng thông minh hết. Phải không? Các thầy chùa đó là rất là thông minh. Tại nó tối ngày cứ thì đó, nhưng mà tại phải cái quan trọng là khi mà anh không còn tóc nữa, cái trán nó rộng cái tự nhiên thông minh rồi. Tại vì phong thủy tốt. Phong thủy tốt. Không mà nhìn mặt thông minh thiệt đó nha. Không phải, tại nhờ phong thủy nó tốt đó. Cho nên anh biết không, tôi cầu á làm sao 7 năm về trước nha. Là tôi cạo đầu, mà tôi cạo đầu luôn 7 năm. 7 năm suốt, 7 năm suốt luôn. Suốt 7 năm trời. Lúc đó là có theo Phật Pháp không? Thì dĩ nhiên có là theo Phật Pháp. Thì tôi đã nói anh, tôi vô trong cốc tôi ngồi 7 năm luôn. 7 năm. Thì tôi ăn cũng chay 7 năm luôn. Thì ăn chay rồi tôi mới phát nguyện là khi nào. Mà bây giờ anh cũng ăn chay mà. Thì dĩ nhiên, nhưng mà tôi hồi đó tôi phát nguyện là khi nào mà đắc đạo đó thì tôi mới để tóc lại. Chừng nào mới đắc đạo rồi mới để tóc lại. Không phải. Không phải cha. Thì có tóc ơi. Bởi vậy đó à. Hồi đó tôi nguyện vậy, tôi nguyện là khi nào tôi đắc đạo đó tôi sẽ để tóc lại. Cái tôi để tôi cạo đầu quá một thời gian, do lâu quá cái bà xã tôi bà thấy, bà nói ủa sao mà anh cũng tu hoài tụng kinh niệm Phật đồ hoài mà sao không thấy cái gì hết, mà anh để tóc vậy em đi ra ngoài em ngại quá, đi với anh em ngại quá, thôi bà để tóc lại đi. Thì ngày nào bà cũng nói riêng vậy, cái tôi thấy kẹt quá, không lẽ vợ mình nói vậy hoài có nghĩa là có vấn đề, cái tôi mới để tóc lại. Ví dụ mà tóc cái tôi nhớ sao mà anh biết sao không? Sao bây giờ nữa? Tôi phải nguyện lại. Nguyện gì nữa? Tôi phải nguyện cho khi nào mà tôi đắc đạo lại tôi cạo đầu tiếp. Gì nữa? Chào vậy. Giờ anh ra đời, anh có phòng làm việc rồi, anh có cơ sở. Phải rồi. Thôi đừng nghĩ chuyện tu nữa. Bậy bạ chá, tu là phải tu chứ, anh không thấy. Tu tâm đi, tu tâm đi. Thì đó, thì anh tu, anh không tu, trời ơi, đất nước cái kiểu này, thế giới kiểu này, anh muốn chết bất cứ lúc nào cũng chết. Anh sở dĩ mà tại sao ngày xưa, bữa trước tôi có kể với anh, ngày xưa mà tôi miền nó bắt ra nó giết hết bao nhiêu người, cắp dùn nó cắp dùn hết 700 người mà gia đình tôi còn sống. Anh có biết cái phước đức đó là nó đúng từ rồi, đâu tới không? Trong khi trong cùng cái thời gian đó có biết bao nhiêu cả 20 mấy vị thầy chùa, có một cô đó là cô là em của cô Trí Hải, anh biết ni sư Trí Hải là nổi tiếng. Nổi tiếng nó có nghe cũng vẫn mất trong cái trong cái trận đó. Trong vậy thì nếu đó. Mà anh nó bảo rằng nếu mà tu đó thì các vị đó phải tu nhiều hơn gia đình tôi chứ. Cái đó là nói về duyên số. Dạ. Yeah. Nó không phải duyên số. Nên nó phải gì? Nó còn là cái duyên mà cái nghiệp số. Nghiệp số. Cái nghiệp anh không sát sanh mà nhiều khi thí dụ như ngày xưa đó, cái người mà cứu gia đình tôi sống đó có thể chính là gia đình tôi đã cứu ông ta. Cho nên ông ta không giết. Ổng là có quyền mà. Cái quyền sinh sát là quyền trong tay ổng mà. Ổng chỉ nói nhà này để sau. Ok. Không chết. Hay nha, lạ nha. Ê, bây giờ nói chứ trời mưa cũng phải về làm việc, phải làm việc ngồi nữa. Chơi tiếng tiếng nữa đi. Không được, không được, tới giờ rồi. Giờ này trời. Anh chạy ra rồi trời, mà lái xe cẩn thận nha. Có cần coi quẻ lái xe không? Thôi, tôi coi lái xe, anh còn lại anh lại sợ. Đừng đâu mà ông kêu tôi coi quẻ coi lái xe có được không, chắc tôi nghỉ chơi không quá. Tôi chỉ nó là mê tín rồi. Tôi chỉ nhắc nhở anh thôi. Trời mưa lái xe cẩn thận, đường beo le dạo này lỗ lỗ không à. Dễ ghê lắm hả?
Lỗ An dập cái xe xuống rồi thôi nhớ lái xe cẩn thận nha, sức khỏe nha, để tôi lấy cho ông cái dù ông ơi. Nhưng mà anh đồng ý anh giúp tôi cho người em làm trung sở tôi nha, cho xung quanh đó cho điện thoại đi lát lát cái gì nha. Không có nhiều khi khi mà anh ta gọi khỏi cần lát phải không, tôi có nhiều đồ chơi lắm. Ờ vậy hả, cái đủ thứ đồ chơi hết á. Bây giờ anh cho tôi biết trước, bây giờ hỏi câu trước khi về nè. Hỏi câu gì? Thì sao mình gặp mình nói chuyện chủ đề gì đi cho tôi biết, để tôi khỏi với người bạn tôi thắc mắc cái gì gọi anh. Thì tôi nói anh rồi, tôi mình chúng ta tới đây đó là bàn nói chuyện, mỗi lần anh hỏi tôi là anh chỉ hỏi về cái vấn đề bói toán thôi chứ anh tâm linh gì. Tôi nói như vậy anh, khi anh gặp tôi đó, bất cứ chuyện gì anh thấy cần thiết hỏi là cứ vậy mà tôi hỏi cho bạn tôi nữa. Đúng, anh có quyền hỏi thoải mái. Rồi thoải mái nha. Yes, thoải mái trước anh... khi đi Việt Nam. Tôi biết rồi. Tôi nghĩ là 2 tuần sau đó mình nên nói vừa qua đề tài đoán điềm giải mộng. À hay à. Hay không, vui không, vui. Đó. Nó có cái hay của nó. Cái mai của tôi. Đúng không? Tôi nằm mộng tôi thấy mẹ tôi hoài. Đó đó đó. Khi mà thí dụ như anh nằm mộng lúc đó đó, anh phải lên anh đặt ra cái vấn đề là anh nằm mộng mộng gì. À. Thí dụ anh gặp mẹ anh trong trạng thái nào. À. Mặt mẹ anh vui, mặt mẹ anh buồn. Lúc nào cũng cười hết. Đó đó đó, đó. Tôi vui lắm. Tất cả những cái đó anh phải cho biết, và khi anh gặp mẹ anh trong cái trạng thái nào, trong cái tình huống nào. Đó. Tinh thần mình đe. Tinh thần rồi nó còn quan trọng nữa là nhiều khi đó có lắm lúc á mình mệt mỏi hay là mình bị stress quá, mình nằm mình ngủ những cái thế nó không đúng, mình cũng gặp những cái mơ nó cái đó nó không có thiệt cái hướng nữa nha. Dạ nó chở không nhiều chủ đề không về về đi rồi tôi ra đi làm rồi rồi đón niềm vậy không gì chứ bạn. Ok mà anh phải kiếm câu đố nha. Được. Tôi tìm câu đố. Ê, bởi vậy anh mà anh chơi kỳ lắm nha, anh chơi toàn anh đố tôi, anh không cho tôi đố anh gì hết. Cái này anh đố đi, cái này cho anh đố đó. Dạ đi đây đi. Trước khi anh đi đi, anh cho anh ráng thêm chút xíu nữa. Trước khi anh đi, anh cho tôi hỏi anh cọc. Hỏi đi. Bây giờ tôi hỏi anh nha. Ừ. Có một con chim nó đậu trên cái cành. Nửa chim nữa. Không, chim đậu trên cành. Ừ. Trời ơi, đừng có làm mất thời gian nè. Chim đậu trên cành. Ừ. Bây giờ đó, anh làm sao mà anh có thể anh lấy cái cành đó được mà không làm cho con chim nó sợ, không động đậy tới con chim. Làm sao để anh có thể lấy được cái cành cây đó? Chà này. Này tôi thua anh thiệt rồi nha. Tôi đố anh 3 con chim. Ừ. Bắn cái đùng. Rớt con còn mấy con. Đúng. Chuyện nó dễ quá rồi. Chuyện nó dễ. Ờ, nhưng mà cái này á, cái này quan trọng à. Chim mà đậu trên cành. Đậu trên cành mà làm sao anh lấy cái cành mà chim đó nó không có động tới nó. Chà, không có làm cho nó sợ, nó giật mình gì hết. Cái này cũng có học là như thế này. À, bởi vậy anh thấy không? Mình hỏi toàn là những câu sao trả lời đi. Đừng cho anh trả lời. Trả lời. Ok. Bây giờ tôi suy nghĩ. Tôi suy nghĩ. Đúng 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 đúng. Tôi chứ mà nếu anh không suy nghĩ vậy là không suy nghĩ vậy. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. I don't know.